Mình làm xong sẽ mở tô hết nồi leo ra hết nồi rồi tiến hành gia công nồi các bạn mình nha. Thì chỉ cái đặc biệt này nồi nó bị kêu, ngoài ra nó bị kêu luôn máy đó nha anh em. Canh sinh cam với làm hồng xăng kim phun, làm phun nồi với hai lọc gió với lại múc bô. Nồi này mình phay vĩnh bi nè, bẻ độ mình vớt theo bài để cái dây rô nó mở tù lên đây nè, xin nó thử lên tới đây thôi, vớt theo bài hết. Mình làm chuông bố so, mình thay cái lọc gió đồ chơi đó, nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. Cái zin nó dùng mới thì nó cũng ít gió nữa, với lại càng thời gian là nó bị đóng bụi rồi nè, thì nó không có đủ gió nên nó hao xăng lắm. Để mình làm xong rồi mình test cho anh em xem nó khác biệt ha, dặn là nó mở cái tua lên đây luôn. Đây với cái đặc biệt khi mình làm nồi lọc gió với bô thì canh máy rồi nó im máy hết, nồi rất là im á, không bị kêu luôn. Xúc kim phun hồng xăng rồi hết luôn, để mình test cho anh em xem.
biệt cùng anh em nha. Và chấm y máy đang làm và đi đồ lít thái rồi mình cũng làm đầy đủ nha. Xem nhà đang dọn xi sơn mới lại hết thật ý. Bây giờ tiếp tục công việc bằng rộng của anh em nha. Đã lít thái làm nồi bô gió và chấm mây làm nồi lọc gió với vệ sinh kim phun kim xăng lít thái 150 nữa nè. Rồi cái thằng ấy dọn nguyên con phụ trợ led dọn nguyên con cùng những xe nhà đang làm nha. Rồi dọn là hết sạch sẽ luôn. Em có nhu cầu điện thoại bảo nha, điện thoại mình là 0909 77 4482.